Xin chào. Mình đi. Bye bye. Hôm nay là ngày đầu tiên Cam đi học ở trường mới. Con có hồi hộp không? À Cam, con có hồi hộp không? Wow, rất là dũng cảm luôn. Thế đi học xong về thì sẽ được? Sẽ được gì? Đúng rồi, phải học ngoan nhá. Ok. Mình vừa trong lớp với cả Cam xong. Mình với cả Cam đến trường từ 8 rưỡi sáng, nhưng mà bây giờ là 10 giờ thì mình mới đi ra ngoài, tại vì hôm nay là buổi học đầu tiên của Cam. Cam có rất là nhiều bỡ ngỡ, nhưng mà mình cũng rất là vui, tại vì đến thì Cam chỉ bị lạ thôi và ngơ ngác, hơi bẽ lẽn một chút chứ không hề khóc. Các bạn mới đến kiểu xem lớp cũng rất là khóc, rồi bà bố mẹ thì đều đến được khoảng tầm nửa tiếng rồi phải đi về. Còn Cam thì sau 1 tiếng 30 phút mình ngồi với Cam, nói chuyện với Cam và cho Cam tương tác cùng với cả cô giáo với cả các bạn, thì bây giờ Cam đang chịu học đến 4 giờ chiều rồi. Như vậy là có thể xem rất là thành công và Cam thật sự rất là ngoan luôn. Chiều nay tầm 4 giờ thì mình sẽ đón Cam và sẽ hứa là cho Cam đi chơi, lúc đó thì mình sẽ quay thêm cho các bạn nhá. Mình có hẹn bạn cắt tóc lúc 11 giờ mà bây giờ 10 giờ hơn mất rồi, cho nên là mình sẽ ăn sáng rất là nhanh thôi và đi qua chỗ cắt tóc. Mình sẽ dẫn các bạn đi cùng với cả mình nhá. Trời ơi, có một em chó ngồi giữa đường. Có một em chó ngồi giữa đường luôn, bấm coi thế nào cũng không đi. Ê, hey, em ơi. Đâu rồi, ở đâu, sợ cán vào nó quá. Mình đang tới quán phở Bùi Gia ở trên đường Xuân Thủy, quận 2. Rất nhiều bạn bảo với mình là hàng phở Bắc này rất là ngon và hôm nay thì mình sẽ ăn thử nhá. Mình thấy là giá cả cũng rất là hợp lý. Đấy, mình hôm nay đang gọi gầu với cả bắp. Bắp phở trông rất là đầy đặn luôn, mình gọi thêm một chén trứng. Và ở đây cũng có quẩy nữa và quẩy đây vẫn là quẩy cứng. Mặc dù là phở Bắc nhưng mà ở đây vẫn có giá này và có rau. Không biết các bạn có giống như vợ chồng mình không, nhưng mà mình rất là thích cái view khi mà đi từ trên cầu Sài Gòn sang bên Bình Thạnh. Landmark 81 này rất là đẹp luôn và trời ở đây nó rất là rộng ấy. Sau một tuần trời thèm khát được cắt tóc thì bây giờ cũng đã được đã khát rồi, cho nên hôm nay cắt rất là nhiều. Đầu rất là thoáng và cắt rất là ok. Các bạn thử tham khảo địa chỉ của Hiếu để cắt xem như thế nào nhá. Mình đang trên đường qua Dirty Coy ở 41 Quang Trung, quận Gò Vấp. Đây là lần đầu tiên mình xuống quận Gò Vấp luôn, cho nên mình đang không biết là như thế nào. Mình cứ đi theo Google Maps thôi. Ở dưới này thì nhà cửa san sát, kiểu như là phố với cả người dân đông dân hơn ấy. Đấy, cho nên là mình đang khá là bỡ ngỡ và lạ lẫm đi cái đường này. Ôi, thật sự là mình không biết là mình đang ở đâu luôn ấy. Không biết là đang ở đâu luôn. Cũng khá là thú vị và đây cũng sẽ là một cái cách để cho mình có thể khám phá những nơi khác nữa ở Sài Gòn. Chứ bình thường mà nếu mà đi thì mình cũng chỉ biết loanh quanh mấy cái quận trung tâm thôi. Đi xuống dưới này mới thấy rằng là Sài Gòn rất là rộng. Sài Gòn thật sự rất là rộng luôn. Ok, bây giờ thì mình đang ở Dirty Coy. Và ngày hôm nay thì mình sẽ qua đây để mình mua một vài đồ để mình mặc. Và bên cạnh đấy thì mình có chuẩn bị cái này, 15 chiếc. Đây, một thùng 15 chiếc. Ba lô rất là đẹp luôn. Đây, mình đang chờ cửa hàng Thành Long. Thành Long ở đường Huỳnh Thúc Kháng. Mình đang chờ họ lấy ra cho mình cái len. Sau khi mà mình mua cái len này xong thì mình sẽ đi gặp khách hàng và mình đi ký hợp đồng. Đoạn này thì cũng không có gì để mà quay cho mọi người xem cả, cho nên là sau khi mà ký hợp đồng với khách hàng từ xong thì mình sẽ tiếp tục đưa mọi người đi xem là hôm nay mình sẽ đi những đâu nhá. Ok, bây giờ thì mình đang ở trong Uniqlo và mình sẽ đưa mọi người đi mua đồ tập với cả mình nhá. Tại vì là thời gian tới thì mình bắt đầu định đi tập lại. Ở đây tiếng nhạc hơi to, có lẽ mọi người hơi khó. Ồ, vừa nói xong tắt rồi. Ở khu vực đồ tập thì với những cái đồ tập này này thì các bạn sẽ thấy rằng là nó rất là nhẹ và nó có độ co giãn ấy. Sờ vào chất cũng rất là mát. Đó, thì mọi người có thể tham khảo cái đồ tập này này. Đó, để mà đi tập. Tất cả những cái đồ mà hôm nay mình mua được đây
tất cả là đồ tập thôi và đồ tập của Uniqlo mặc rất là thích. Sau khi mua đồ Uniqlo xong thì mình đã định sang Dior để lấy đồ cho Loan, nhưng mà mưa to quá, to dã man luôn. Sài Gòn mùa mưa mà mưa nắng rất là thất thường, cho nên là hên xui thôi. Mình là đi xe hơi còn đỡ hơn rất là nhiều rồi. Nghe nói ở Sài Gòn thì rất là dễ bị giật đồ, nhưng mà mình đang cầm rất là chắc và mưa này chắc là không ai giật đâu, cho nên mình mới dám quay ở ngoài đường như thế này. Anh bảo vệ ở bên trong thì cứ nhìn ra đây, thấy mình cứ cầm nói chuyện với cả camera ấy, tưởng việc sao. Chờ rất là lâu rồi cho nên khả năng là mình phải mua một cái ô, mình phải chạy vào Muji mua một cái ô để đi thôi, chứ chờ mãi cũng không được. Ô để ở đây 350.000, chính xác là 349.000 cho một cái ô. Nhưng cái kích cỡ của cái ô này, cái ô nó quá bé luôn ấy. Chắc là cho Cam sử dụng thì vừa. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh ngập ở Sài Gòn Nguyễn Hữu Cảnh, mà mưa cũng đâu có to lắm đâu, thế mà ngập mất rồi. Từ lúc đi học về nói liên mồm rất là vui luôn. Đi con, đi đi đi. Rồi bây giờ hai con đi chơi nhá. Đâu nhỉ, khu vui chơi đâu nhỉ? Không gặp thôi mà cứ như một năm thế. À, mình có một ngày không gặp thôi mà cứ như một năm thế hả chún? Chún nó tình cảm lắm luôn đấy mọi người. Hai mẹ con đang tâm sự à? Con bà lấy sách vở ra tô màu đi. Chăm chỉ chưa? Này là nấm rơm. Nấm rơm. Cả ngày đi công việc về mà tôi vẫn lao vào bếp các bạn ạ. Vợ tôi thì đã đặt cơm, đã làm thức ăn. Có món này là tôi thích ăn nên tôi làm thêm. Nên là các bạn thấy tôi chăm ngoan chưa? Đâu bố đâu? Bố Kiên đâu? Thế sao đây lại là bố Kiên? Thế mẹ Loan đâu? Mẹ đây ạ. Mẹ Loan đâu? Đây ạ, mẹ. Thế con Cam đâu? Con từ hồi sinh ra. Wow, mọi người nhìn view từ nhà mình này. Hoàng hôn rất là đẹp luôn. Bên kia cũng có vệt nắng. À quên, nhầm, vệt sáng. Mà đây, wow. Đẹp quá. Trông ngon không? Ui trời ơi. Bóc tay, bóc tay. Ui à. Rồi, như vậy là sau một ngày rất là dài mà mình đưa mọi người đi cùng với cả mình, thì bây giờ đây, đây là tất cả những cái đồ mà hôm nay mà mình đã mua được. Mình đang ở trong phòng quần áo của vợ chồng mình, phòng thay đồ của vợ chồng mình, và vẫn còn đang rất là nhiều đồ ngổn ngang mà vợ chồng mình chưa dọn hết. Đằng sau lưng đây, đây giới thiệu mọi người luôn, cái ngăn này, cái ngăn, ơi ngăn này, đấy đại loại là nó sẽ là cái ngăn mà mình sẽ treo rất là nhiều quần áo của mình. Và nếu như là các bạn muốn thì sau này khi mà mình hoàn thiện cái tủ quần áo của mình hơn thì mình sẽ quay một cái vlog giới thiệu cho mọi người cái tủ quần áo của mình nhá. Chúng con chú nó ngồi đằng trước. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem một chút tất cả những cái gì mà hôm nay mà mình đã mua được. Đầu tiên thì là mấy cái áo của Dirty Coin. Thì lúc mà ở cửa hàng thì mình cũng đã quay cho mọi người xem rồi, nhưng mà tại vì mình sợ là nhạc có bản quyền các thứ nên mình mới không quay. Ở đây thì đại loại là mình mua mấy cái áo phông của họ thôi. Và đặc biệt là mình có mua một cái áo dài tay. Mình có mua một cái áo phông dài tay. Mình cũng không, thật ra là mình cũng không biết là mình sẽ mặc cái áo phông dài tay này vào lúc nào khi mà mình ở Sài Gòn nữa. Nhưng mà tại vì là mình sẽ rất là thích, và ok, đôi khi có thể là mình sẽ mặc để mình quay vlog ở nhà mình bật điều hòa thật là lạnh thì vẫn có thể mặc được cái áo này. Ngoài ra thì có khoảng 3 cái áo phông ngắn tay khác nữa. Khi mà mình chuyển vào trong thành phố Hồ Chí Minh là mình không mang quá là nhiều đồ. Đồ thì ở ngoài Hà Nội mình cũng để thanh lý, và trong này thì mình sắm một vài đồ mới. Nên là hôm nay thì mình đi mua một phần đồ. Thì đây là đồ Dirty Coin này.
Ngoài ra thì lúc mà lượn lúc mà lòng vòng gửi xe thì mình có vào Vincom Đồng Khởi, thì mình có qua Bull & Bear và mình mua 3 cái áo phông nữa, cũng rất là dễ mặc. Đây, ví dụ một chiếc áo phông trắng như thế này, đằng sau có hình như thế này. Đấy, rất là dễ mặc, rất là basic. Và rõ ràng là ở trong thành phố Hồ Chí Minh khi mà thời tiết là quanh năm nóng ấy, thì những cái áo phông này thì luôn luôn là sự lựa chọn ok nhất, đúng không? Một chiếc áo màu đen nữa, trông cũng rất là đẹp thôi. Vui vui lên thì mình mua một chiếc áo màu đỏ nữa, có một cái túi, trông cũng rất là ok. Khi mà qua Uniqlo thì hôm nay Uniqlo thì mình không mua đồ mặc hàng ngày, mà thay vào đó là mình mua đồ tập. Mình mua rất là nhiều quần tập này, rồi áo tập này, rồi đây cả mấy cái áo mà lúc mà mình đã ở cửa hàng mình quay cho các bạn đây. Đấy, áo tập này, đây là áo ba lỗ. Ở trên này thì người ta có hình luôn áo ba lỗ đó, chất thì đều là co giãn luôn và nó rất là thoáng khí. Nếu mà các bạn có thể nhìn kỹ thì các bạn sẽ thấy luôn là nó sẽ xuyên luôn cả phần da thịt của mình ở bên trong. Nó sẽ xuyên da thịt thôi nhưng mà nó không bị kiểu bị lộ hàng đấy mọi người. Mình cũng sắm thêm cho mình một đôi giày chạy nữa, tại vì là đây mình cũng sắm thêm cho mình một đôi giày chạy của Nike. Mình cũng sắm thêm một đôi giày chạy. Thường là mình có rất là nhiều những cái đôi giày mà để đi thời trang hàng ngày, nhưng mà một đôi giày thì mà chuyên chạy thì mình không có, cho nên là hôm nay thì mình đã mua thêm đôi này chạy. Cái đôi này thì nó sẽ giúp là khi mà các bạn chạy cái sức bật của các bạn nó sẽ rất là tốt. Đấy, cho nên mình mua trông rất là đẹp đúng không? Trông rất là đẹp, đơn giản, màu đen trông rất là đẹp. Tất để mình đi giày, mình mua tất cao cổ luôn, cũng là của Nike. Hoặc là tất này cổ lửng. À, còn một cái này nữa. Đấy là khi mà mua giày xong thì đột nhiên mình thấy cái áo này trông rất là đẹp. Đấy, Jordan. Cho nên là mình đã mua luôn cái áo này để mình có thể mặc hàng ngày. Và cuối cùng là mình có mua thêm cho mình một đôi dép. Mình có mua thêm cho mình một đôi dép nữa để mình đi hàng ngày. Thì ở trong Sài Gòn mà, cho nên là việc mà mình sử dụng dép sẽ rất là nhiều. Cho nên là mình muốn có một đôi dép thật sự tốt và nó cũng dễ mix đồ nữa. Đây, một đôi dép của LV. Đó là tất cả những cái gì mà ngày hôm nay mình mua được. Và mình cũng đã dẫn mọi người đi theo một ngày của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Và chắc chắn rằng là ở thành phố Hồ Chí Minh thì còn rất là nhiều điều mới mẻ nữa mà mình sẽ khám phá trong thời gian tới, và mình sẽ quay lại cho tất cả các bạn xem. Mình hy vọng rằng là với cuộc sống mới này thì mình sẽ có nhiều trải nghiệm mới hơn cho bản thân, cũng như là học hỏi được thêm nhiều kinh nghiệm nữa. Và hy vọng rằng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình nhé. Và mình sẽ quay trở lại với nhiều vlog hay hơn nữa. Và nếu mà trong thời gian tới mà bạn nào mà muốn mình làm vlog về chủ đề thời trang nhiều hơn thì các bạn hãy comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Ok, tạm biệt mọi người.